Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa sẽ giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ treo tường mang thương hiệu Gustav Becker, hay còn gọi đồng hồ GB, dòng máy cổ B42, sở hữu tay đắt rất dài. Đây là thùng song tiện nhà thờ, được chạm chỗ các họa tiết rất là công phu và tỉ mỉ. Đây là họa tiết của thùng. Phía trên là búp sen. Hai cây trụ song tiện ở hai bên. Mặt tròn, kính mo lồi. Đây là mặt men bông. Kính dưới kính rào mài cạnh nguyên bản. Đây là phần dưới đáy của sản phẩm. Chiếc thùng song tiện có chiều cao là 1m1. Đây là mặt men bông. Mặt men 18cm. Sở hữu bộ kim cá chép hóa rồng, rất là hiếm trên thị trường. Củ gông GB, hai dòng chữ, đặc trưng riêng của dòng GB, cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. Sau đây mời các bạn nghe video âm thanh của chiếc này. Video âm thanh đồng hồ GB, mặt men bông, thùng song tiện nhà thờ. Chiếc này cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. Nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.